lắm và nàng yêu tôi nhiều lắm. Nhưng định mệnh trái ngang cho đời dâu bề đã làm cho tôi và nàng mãi mãi xa. Vùi sâu dưới ba tấc đất xin được mang theo lời nói yêu thương vào thế giới muôn đời. Giọng nói êm đềm hơn thiên biết bao nhiêu, trời đất còn xót thương người bạc hành, nên phút giây này còn cho thương hồi cho tôi được nghe lời tông bỉ sao cùng. Cảm thấy như chìm trong giữa giấc mơ đẹp nhất của một đời bạc phước. Nỗi mừng vui làm cho tôi rơi nước mắt trong phút chốc chờ quên đi một thực tại đau buồn. Trong phút giây bỗng thấy mình đầy hạnh phúc, gặp lại người mình thương nhớ từ xin tiểu thơ hãy gọi tên tôi lần cuối rồi tiểu thơ lên kiểu cưới ra đi. Nhưng tôi chưa biết được tên ông. Tiểu thơ hãy gọi tên nào mà tiểu thơ yêu mến nhất để tôi được nghe âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Dũng. Âu Thiên Dũng. Trong những ngày hành khất mọi nơi, tôi có gặp gã ăn mày tên Âu Thiên Dũng. Hắn có dạy cho tôi
bài ca tống biệt, dùng để đưa tiễn người yêu. Bài ca tống biệt. Ta vừa tiễn ngài bước lên xe hoa về đâu, trong theo bước ai bao dòng lệ máu tuôn rơi, mình đòi nói người ơi tình ta chờ đòi nói, tiếng đưa người nghe rồi Tiên Vũ có còn sống sót sau những ngày dài đau khổ. Nhưng nếu hắn chết đi rồi, có được nghe những lời này, chắc cũng ngậm cười nơi chinh xuôi. Ông ơi, những người ấy chết đi, chắc đã chết đâu nghe nào tôi, vì không nghe được những lời tôi. Một người con gái sang sống thì một phần là phải làm quên tình cô. Nhưng đối với con người bạn phước ở đó có quên chắc là ngày tôi dính biệt cuộc đời. Xin cảm ơn tiểu thư đã giúp cho tôi trọn ước nguyện. Giờ xin đưa tiễn nàng yêu yến bước du quy.